Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức vừa ký ban hành quyết định số 194 về việc giao chỉ tiêu các nhiệm vụ trọng tâm cho công tác cải cách hành chính năm 2024. Theo đó, Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giao các sở ngành địa phương thường xuyên kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo cải cách hành chính và tổ chức họp giao ban định kỳ theo quy định, hoàn thành đúng hạn 100% kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh giao phó. Ngoài ra, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cấp sở ngành tối thiểu 80%, cấp huyện 40%, hồ sơ đúng hạn đều phải ở mức tối thiểu 97%. Thủ trưởng các đơn vị địa phương triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nêu trên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả đạt được. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm giao chỉ tiêu đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã nhưng không được thấp hơn chỉ tiêu quy định.